Chào mừng mọi người đã quay trở lại với TP Lab. Thì ngày hôm nay mình lại review cho mọi người một chiếc nguồn đến từ thương hiệu AORUS, được mang mã là AORUS ELITE AE1000PM. Thì chiếc nguồn này nó có những ưu điểm như thế nào thì mời tất cả mọi người cùng xem chi tiết video sau đây nhé. Thì đầu tiên, bên ngoài chiếc hộp thì hãng AORUS đã làm cho dòng sản phẩm này là mang mã ICE với màu trắng khá là bắt mắt, rất thích hợp cho những anh em lên full bộ PC màu trắng. Và với tiêu chuẩn là 80 Plus Platinum thì chiếc nguồn này sẽ cho công suất đầu ra lên đến tối đa là 92%. Tiếp theo thì với một cổng 20/4 pin cấp nguồn cho mainboard, 2 cổng 4/4 pin dành cho CPU, 6 cổng PCIe, 6/2 pin dành cho các dòng GPU series 3000 trở về trước, 8 cổng SATA và 4 cổng 4 pin chuẩn cũ. Và kể từ các dòng nguồn được thiết kế mới sau này thì luôn luôn có một cổng PCIe 5.16 pin hay còn gọi là 12V High Power để cấp nguồn cho các dòng GPU thế hệ series 4000. Với key feature của dòng sản phẩm này là được làm từ 100% tụ nhật, quạt tản nhiệt cũng được trang bị công nghệ Fluid Dynamic Bearing giúp giảm độ ồn của quạt và cũng như là tăng tuổi thọ của quạt tản nhiệt lên nhiều lần. Thì lần này hãng AORUS đã làm hẳn luôn cho người dùng là cái dây cắm nguồn 220V sang màu trắng, một điểm cộng khá là lớn đến từ chiếc nguồn AE1000PM này. Phần logo hông của chiếc nguồn được làm bằng loại nhựa dán 500 dẻo, có thể thay đổi hai bên trái phải để phù hợp hơn với từng loại case mà anh em sử dụng. Về phần mặt trên của sản phẩm thì vẫn giống như các thông số mà nhà sản xuất muốn đưa ra cho người dùng biết đến. Kiểu thiết kế nguồn vẫn là dạng full module 100%, giúp có thể dễ dàng lựa chọn dây để ghim vào và gọn gàng hơn trong quá trình mà anh em đi dây. Nguồn được xác nhận là bảo hành lên đến 10 năm đến từ AORUS. Ngoài ra, cùng với một số thông số tiêu chuẩn bảo vệ nguồn điện. Phần quạt tản nhiệt của chiếc nguồn này cũng được làm với kích thước là 120mm với công nghệ Fluid Dynamic Bearing, được cải tiến rất nhiều so với công nghệ trước, khi mà sẽ có một loại chất lỏng được lót giữa trục quay và bạc lót sẽ giúp giảm tối đa độ ồn khi quạt chạy hết công suất và tăng tuổi thọ của quạt lên rất nhiều so với công nghệ cũ. Một điểm khá là đáng tiếc khi mà phần kết nối dây nguồn 220V với công tắc on off thì vẫn được AORUS làm màu đen, trong khi tổng thể của chiếc nguồn là trắng 100%. Rồi thì sau khi mà mình đã review tổng quan về cái con nguồn 1000W này rồi á, thì tổng kết lại nó sẽ có một số cái ưu điểm như là 100% tụ nhật nè, nó vẫn hỗ trợ cái cổng là 12V High Power dành cho những series là 4000 trở đi. Ngoài ra thì quạt 120mm nó vẫn hỗ trợ là cái chuẩn là Fluid Dynamic Bearing, thì nó sẽ giúp anh em á là hoàn toàn có thể tăng tuổi thọ và cũng như là giảm cái độ ồn đi tối đa khi mà chúng ta sử dụng cái công suất full load của chiếc nguồn này là 100%. Ngoài ra thì chế độ bảo hành của nó vẫn là lên đến 10 năm đến từ thương hiệu AORUS. Thì với cái mức giá hiện tại trên thị trường mà chiếc nguồn này được bán đó chính là rơi vào khoảng tầm 7 triệu đồng dành cho phiên bản màu trắng. Thì với phiên bản màu đen á, thì nó rẻ hơn khoảng 400 tới 500 ngàn. Thì anh em cảm thấy như thế nào? Thì với cái giá tiền như thế và cũng như là cái ưu điểm nó như vậy á, thì anh em cảm thấy như thế nào thì hãy để lại một cái bình luận ở phía bên dưới video này. Và cũng đừng quên like, subscribe cũng như là đăng ký kênh và chia sẻ video clip này nếu cảm thấy hữu ích. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.